Đúng rồi, xin kính chào các bạn ạ. Mình là Dương, mình sẽ test một sản phẩm hôm nay rất là tuyệt vời, đó là iPhone 5S Gray 32GB. Sản phẩm này của anh Toại ạ. Cảm ơn anh đã tin tưởng ủng hộ bên em. Thì bên em sẽ test sản phẩm luôn nhé. Đầu tiên thì test về cái mặt trước của sản phẩm. Này, tắt màn hình đi mọi người nhìn. Mặt kính bóng 7 á. Thì khay SIM ạ. Cạnh khay SIM. Phía tăng giảm âm lượng rất là đẹp. Hai tem bảo hành của Đức Mobile cùng với đỉnh của sản phẩm. Rồi vào mặt sau, sản phẩm đẹp, không cần móp. Bên mình sản phẩm này lưu 99%, cam kết nguyên zin chính hãng Apple. Tiếp theo thì em sẽ test ở bên trong cho anh Toại nhé. Đầu tiên thì test phần màn hình cảm ứng này, rất là ok luôn, di chuyển thoải mái nhưng vẫn mượt mà, thoải mái luôn các góc cạnh đó. Thoải mái các góc cạnh luôn. Tiếp theo thì em test đến phần Touch ID nhé. Rồi bây giờ em sẽ thử luôn này, Touch ID nhé. Mọi người lưu ý khi quét thì mọi người đừng có để mồ hôi tay hoặc là vệ sinh nút home đi nhé. Đừng để nước dính vào thì sẽ hơi bị khó quét. Đây mọi người nhìn đang khóa đúng không ạ? Đã mở rất là nhanh đúng không ạ? Lại một lần nữa. Rất là nhanh đúng không ạ? Rồi, tiếp theo thì em sẽ test thành camera nhé. Mà camera rất là sắc nét luôn, zoom thoải mái và màn hình vẫn chân trực và không bị vỡ led. Rồi, tiếp theo thì em sẽ test thêm đến phần đó là cái phần kết nối mạng wifi, thì đây đang kết nối sẵn bên em rồi. Bây giờ chúng ta hãy vào mạng và thử nghe một bài nhạc chẳng hạn để kiểm tra loa cũng là kết nối mạng luôn. Em sẽ vào YouTube nhé. Rồi. Chọn một bài nhạc và chúng ta sẽ thử test loa luôn. Kết trở về cốt kết nối mạng luôn. Máy rất là đẹp ạ. Các góc cạnh. Đây là sản phẩm mà bên em đang test cho anh Toại nhé. Và đầu tiên cũng kiểm tra phím cứng luôn này. Wow, rất là to, loa rất là to luôn ạ. Giảm đi, tăng lên. Phím cứng hoạt động rất tốt. Tiếp theo là phím gạt rung. Gạt rung hoạt động cũng tốt ạ. Ok. Ta để vài giây thưởng thức loa của sản phẩm cũng khá là tuyệt vời. Không so bì với những sản phẩm 7 Plus được, nhưng mới với cả chất lượng âm thanh của một sản phẩm của dòng iPhone thì nó cũng rất là tuyệt vời thôi. Rồi tiếp theo thì em sẽ test đến phần mic nha. Tay em đôi khi hơi nhiều mồ hôi một chút. Tiếp theo thì em sẽ test đến phần ghi âm. Đây, chưa có bản ghi nào này, để kiểm tra thu mic của sản phẩm nhé. Em sẽ phát lại này. Vâng, mic thu rất là tốt luôn. Rồi, bây giờ thì em sẽ kiểm tra một chút về vấn đề sim sóng nhé. Chúng ta thử gọi đến 900 để kiểm tra vấn đề kết nối sim sóng cho khách hàng bên em. Đây, mọi người có thể nghe thấy không? Và rất là to. Cảm biến tiếp cận rất là tốt. Ok. Trên đây thì em đã vừa test qua những chức năng cơ bản của sản phẩm Zoom Phone Loa Mic, cảm ứng màn hình Touch ID, camera cũng như là việc kết nối mạng và kết nối sim. Sau đây thì em xin phép đọc 6 số cuối email để khi anh Toại nhận hàng anh có thể kiểm tra. Đây chính là sản phẩm em đang test cho anh. 6 số cuối email của sản phẩm là 1723 và 20, 1723 và 20 ạ. Và sản phẩm là bản của NRA của Mỹ nhé.
Cảm ơn anh Toại rất là nhiều. Bên em khi anh nhận được sản phẩm này bên em sẽ gửi luôn cho anh. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ ạ.